Rồi, xin chào quý anh chị, các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi nhé. Hôm nay thì bên em đẹp trời quá thì lô Ranger lắp ráp đầu tiên cuối cùng về, thì hôm nay em quay nhanh cho chính chị xem qua cái thứ nhất là mẫu mới, thứ hai là giá bán và chương trình khuyến mại. Nhiều khách hàng hỏi em từ tháng 5, tháng 6 ấy, cái thời điểm xe nhập khẩu nó vẫn còn và cũng khá khan, thì đa phần là xe về muộn mà khách hàng chờ khá nhiều. Tuy nhiên thì hiện nay thì xe mới về cũng rất là đầy kho rồi, đầy đủ phiên bản và màu sắc. Có một số màu sẽ khác hơn một chút nhé, khi mà màu xanh trên thanh chúng ta sẽ thay bỏ đó, màu đỏ thay đổi này, màu trắng thay đổi này, và màu ghi vàng chúng ta thay bằng màu nâu cà phê như này. Đây là ánh sáng thực tế mà mình quay ở ngoài trời nắng nhé. Thứ hai là về giá bán thì giá bán không thay đổi, vẫn là 650 triệu. Khác với thời điểm trước khi mà xe nhập khẩu thì mẫu xe này chúng ta có ưu đãi một chút về giá bán, như là phụ kiện chính hãng tặng kèm này, bảo hiểm thân vỏ tặng kèm này. Tuy nhiên thì cụ thể về chương trình giảm giá hay khuyến mại như nào thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp hotline đang đính kèm dưới màn hình giúp em nhé, để nhận được cái lịch xe và chương trình khuyến mại tốt nhất. Rồi, mình đi nhanh qua cái xe đi. Đầu tiên thì cũng khẳng định với anh chị là đây, mình nghe nhé, nó không khác gì so với xe nhập khẩu trước là quá nhiều đâu. Cái phần thân vỏ này cá nhân em đánh giá cảm nhận nó vẫn rất là ok. Nội thất thì gần như không có gì thay đổi cả, giống hệt 100% luôn. Chúng ta vẫn có cruise control này, vô lăng trợ lực điện này, màn hình cảm ứng 8 inch. Hiện nay cũng đã tích hợp camera lùi mà mình lắp thêm. Đấy, có thể xem trên màn hình zin nhé. Tức là xe chưa được cảm biến, trang bị cảm biến lùi hay camera lùi, nhưng mà tuy nhiên chúng ta có thể trang bị và độ đẽo vào màn hình zin được, không giống như thời điểm trước. Đấy, cái thứ hai là xe vẫn được trang bị hệ thống cân bằng điện tử, ở đây quý anh chị có thể xem. Gần như là không thay đổi gì cả, và chủ yếu là về mã màu thôi, mã màu mới thôi. Xe vẫn trang bị đầy đủ như là đèn halogen này, đèn sương mù này, lưới tản nhiệt thì vẫn theo form nhập khẩu từ 2021 đó. Động cơ thì vẫn là máy dầu 2.2 160 mã lực. XLS thì cho các bác xem lần đầu thì XLS nó khác với Wiatch hay động cơ turbo, thì xe này đảm bảo là không có lỗi chảy dầu nhé. Đó, bán thì cũng loanh quanh khoảng tầm 6-7 năm rồi, và chiếc xe này gần như cũng không phát sinh lỗi vặt gì cả. Một chiếc xe quá lành trong cái tầm giá khoảng 700 triệu quay đầu, đúng không ạ? Mà hiện nay thì với cái thời điểm giá bán và nguồn gốc là xe lắp ráp thì chắc chắn nó rẻ hơn rồi. Nếu mà lăn bánh hiện nay ở tỉnh địa phương chúng ta chỉ dao động vào khoảng tầm 670 triệu thôi. Đó, con số áng áng như vậy. Nguyên bản xe thì chưa được trang bị lót thùng cao su hay nắp thùng theo xe nhé. Cái này nhiều khách hàng khá nhầm. Đó, chưa có cảm biến lùi và camera lùi. Nên tuy nhiên thì mình có thể xử lý vấn đề này khá đơn giản. Rồi, sơ nhanh qua về màu mới, giá bán, chương trình khuyến mại hay lịch xe thì em cũng đã cập nhật nhanh qua cho quý anh chị rồi. Mình có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Hùng qua hotline đang đính kèm trên màn hình nhé, để được nhận báo giá và tư vấn tốt nhất về màu sắc cũng như chương trình thủ tục trả góp. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.